nào mà mình đi ngã đường cong này mình quay cho các bạn coi nha. Ngã tông này là mình đi về cầu Dùng Tui, mình ra chợ Bà Nhiên, mình về thị trấn nha các bạn. Đường này vắng xe ha các bạn, ta ít đi ngoài cái đường lớn. Đây nước bằng đây người dân cũng kêu nước tôm các bạn. Đây là hai bên là ao tôm, nước tôm. Đây lộ này lộ 16 các bạn. Sáu này đi thẳng là đi lên cái trơn các bạn, còn muốn quẹo phải thì bây giờ thị trấn đi qua thành chạy nhiều đường đi đúng không các bạn, đi về công đập Ba Lai luôn. Thẳng lên cây trơn luôn. Thank you.
giờ mình quẹo phải nha các bạn. Quẹo phải là mình về ngay chợ Bà Nhiên luôn. Đây đường này là mới làm nha các bạn. Mới làm ra anh nay khoảng chừng 2 năm. Mới cắt rồi, gặp nguyên bầy dê ăn lùa đi ăn luôn. Lùa dê đi ăn hả chú? Làm gì hả con?
dòng các bạn. Nó còn xài nhiều nên tôi phải mình còn hơn mấy cái có cái khác dạng nhẹ. Bye.